thấy mặc đồ cô dâu chú rể vậy? Thiệt luôn hả? Mẹ em làm clip cho đúng không? Chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này. Heo giúp đi đây, chuẩn bị cưới. Dĩ trời. Cậu làm gì với tôi là không được rồi cậu ơi. Vậy? Cậu ơi, gì vậy? Chúng tôi để tôi với cậu để bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ cậu dám bỏ tôi đi đây. Lại đây mình Benny đây các bạn ơi. Ha, chứ cái tiền mày làm mấy có chuẩn đây. Trời ơi, đó đó hai ông chưa gì hôm nay tụi tôi đi đám cưới các kiểu. Ôi, em mặc đồ cô dâu đẹp dữ nha mèo. Tại vì hôm nay em chính là cô dâu mà. Trời, cô dâu của đời anh. Đó, thì các bạn thấy cảm thấy thế nào sau khi nghe được cái tin này? Sốc đúng không? Sốc cực kỳ sốc đúng không? Như thật ra là đùa thôi các bạn à. Thiệt chứ sao mà đùa? Thiệt là trong tương lai nhưng mà chưa phải bây giờ. Bây giờ luôn nhưng mà mình đám cưới trong game. Đúng rồi mọi người à, chính xác là đám cưới trong game. Thì nói chung ngày hôm nay như tụi tôi nói lần trước á đúng không mèo, là mình sẽ chôn bao tim. Tại vì lâu quá mình chưa chôn bao tim rồi. Cho nên ngày hôm nay tôi và Mel sẽ chôn bao tim. Đó chính là tôi và Mel sẽ thông báo cho từng người, các thành viên trong bao tim, nếu mà tụi tôi đám cưới nhau thì họ sẽ phản ứng như thế nào nha các bạn. Đúng, nói chung là bây giờ anh với em sẽ tiến hành cái kế hoạch này nha. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho ai đây? Nhưng mà đầu tiên là các bạn phải nhớ giấu kín cái chuyện này giúp tụi mình nha, bằng cách là thả nút đăng ký và nút like nha. Thả chưa? Thả chưa? Thả rồi. Ủa em thả gì vậy? Em thả thính anh nè. Ơi, đầu tiên là mình thấy anh Hòa đang on các bạn à. Thì bây giờ tôi với Mèo sẽ qua anh Hòa trước cả nha. Anh Hòa. Ủa nghe ai kêu ta? Trời em nè, em bé đi nè với Mèo nè. Ủa tự nhiên đi đâu qua đây vậy? Trời ơi, đây bây giờ nè, anh quay mặt ở đây. Anh quay mặt đây, ngồi đến ghế đi, tụi em tâm sự con cái nè. Đúng rồi. Ủa rồi Mèo ngồi đâu? Rồi Mèo ngồi kế anh. Anh ngồi giữa đi. Tôi ngồi bằng niềm tin. Anh này là thử thách một ngày màu vàng hay gì vậy? Anh chịu, anh mặc đồ tắm đấy kìa. Trời ơi, tôi thèm kem quá, tôi quên mặc đồ, tôi ra tôi mua cái kem tôi ăn. Rồi rồi, anh Hòa ơi, bây giờ tụi em xin thông báo một tin quan trọng nha, cái này là nghiêm túc nha anh Hòa. À, gì vậy? Rồi, Mèo nói đi, Mèo nói đàng hoàng cho anh Hòa người lớn nha, không có giỡn giỡn nha. Hôm nay em với Bê đi trân trọng kính mời anh tham dự đám cưới của tụi em. Wow, ghê vậy? What the hell? Cái này thật á nha, ngoài đời á. Không đùa đâu á. Cái gì ở ngoài đời hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Còn 15 ngày nữa là tới. Nhưng mà tụi em là tụi em muốn quay video để xem cảm xúc của anh khi mà em mời anh thôi. Nhưng mà cái này là mời thiệt. Thì mời thì đi chứ trời. Bây giờ nè, tại vì á bữa em có về nhà Mèo rồi, hai bên gia đình gặp mặt rồi. Cho nên cái này nó thiệt chứ không phải giỡn đâu nha ông. Thì thiệt trời, thì tôi đi, mời tôi đi trời. Rồi, Mèo mình tổ chức ở đâu Mèo? Dạ, bên đàn trai là ở Vũng Tàu nha, còn đàn gái là ở Kiên Giang. Anh là bạn của BD với của em nên là anh phải đi hai chỗ luôn nha. Ồ, sờ kê luôn. Thôi, thấy cho hỏi là đi thiệp như vậy. Ở trên này chị biết một chày tới đó hỏi là chú chày. Vậy à? Thôi nhớ đi nha, hai tuần nữa nha. Rồi có dắt ai theo không? Thì tới đó anh biết rồi chứ giờ anh hỏi. Okay. Trọng mà. Vậy đi thôi Mèo, cảm ơn Hòa nhiều nha. Rồi tới đó gặp nha. Rồi coi thay bộ áo đi nha, tôi thấy áo này không ổn mấy nha. Coi chừng tôi đó nha. Rồi đi Mèo, đi. Bye bye. Rồi anh Hòa xong các bạn. Ê chị đây đi đang o luôn nè. Cái gì Di, cảm ơn tất cả các bạn đã gửi bài cho Di nha. Nhưng mình có gửi mà không cảm ơn mình chị, bây giờ mình tele qua chị Di nha Mèo ơi. Đi thôi. No. Hello chị đi đây. Hello em. Ủa sao nãy hai đứa tele chị vậy? Mèo thì chị đi ơi. Thì ngày hôm nay nãy tụi em có đủ chị vô á, thì hôm nay có tin quan trọng tụi em muốn nói với chị nè. Tin gì ghê vậy? Sao thấy mặt được cô dâu chú rể vậy? Mèo nói đi Mèo. Thì đó, thì tụi em là trân trọng kính mời chị chuẩn bị tham dự đám cưới tụi em nha. Ghê vậy? Khi nào? Khoảng một tuần nữa. Mà nói thật á, ở ngoài đời nha. Ừ, đi liền. Thiệp đâu? Mà giờ nhưng mà quan trọng là bây giờ sau khi chị nghe tin tụi em mà sắp đám cưới, chị cảm thấy như thế nào? Thấy cũng bình thường, tại vì cái điều đó là điều hiển nhiên rồi. Ý là đoán trước được rồi hả? Đúng rồi. Vậy cho, tại vì bây giờ chị là bạn của hai tụi em chứ không phải riêng một ai hết. Cho nên nếu mà đi phải đi cả hai bên, nhà trai nhà gái luôn ha. Ý ông là sao, là tôi phải bỏ phong bì bên ông rồi bên Mèo hả? Đúng rồi. Là chị sẽ được đi du lịch ở Kiên Giang với Vũng Tàu đó. Để suy nghĩ lại. Cho City đám cưới, tao suy nghĩ trời. Rồi bây giờ đi cho em hỏi tiếng nhịn cái đi nhiêu hả? Đi nhiêu? Hai tờ giấy số. Vậy tỷ gửi anh tỏ 2 tỷ đó trời. Còn chịu rồi. Cô dâu gợi ý đó nha, cô dâu gợi ý đó, tôi đi theo cô dâu. Chịu rồi. Mà bữa đó chị tính mặc đồ mà đẹp đẹp không, tới vụ đeo mặc màu gì nè?
mặc gì hả? Chị sẽ mặc màu hồng đi. Rồi ghê, vậy ghê, vậy. Rồi nhớ nha, nhớ kỹ nha. Ờ, tuần sau đúng không? Tuần sau đúng rồi, giờ cái gì lên Sa Pa nha, thì em tổ chức trận á. Ủa, sao Kim Giang Cà Mau vậy, Sa Pa không nổi? Ờ, thì bây giờ đổi gì đi, đổi nhất thời vậy đó. Nhớ, nhớ ghé nha. Rồi, mọi người nhớ đi đám cưới của mẹ với bà đi nha. Rồi, 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 có đi đi với ai không hay đi mình? Chắc người yêu tôi đi. À, rồi, rồi, ok, đi, thôi đi Mèo ơi, cảm ơn chị đi nha. Rồi, 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 bây giờ mình sẽ qua người tiếp theo nha các bạn ơi. Đâu rồi, ai đây, ai đây? À, Bibi nè các bạn ơi, Bibi nè Mèo, bây giờ mình qua Bibi nha Mèo. À, Bibi, Bibi, hello, 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 hello. Hello, hello, hello. À, rồi, nay thì biết lý do tại sao mà cả hai tụi tôi qua đây không? Đi ăn kem. Tào lao, Mèo, Mèo. Kem hả? Ủa, sao? Dạ, hôm nay á, tụi em muốn trân trọng kính mời chị Bibi là đi ăn đám cưới tụi em. Hả? Là tụi em sắp tổ chức đám cưới á. Có thiệp mời không? Có, khoảng là khoảng 2 ngày nữa là em mới ship thiệp mời cho chị được. Mà đây là thiệt á nha, ở ngoài đời á. Thiệt luôn hả? Ờ. Thiệt mà. Sao mình nghi với chị trời, mới có tháng 3 thôi mà. Mới tháng 2 à? Tháng mấy ta? Ừ, mới tháng 3 à? Chưa tới tháng 5 mà ta. Hồi hổm anh Betty về nhà ăn Tết là cũng đã có bàn chuyện rồi. Với lại gia đình anh Betty cũng xuống nhà em rồi. Thiệt hả? Ờ, thiệt mà. Không giỡn chị. Mấy người này tôi thấy hay cho lắm nha, tôi không có tin đâu. Trời ơi, nói chung bây giờ nè cũng đã gọi là định hình là ngày cưới là khoảng 2 tuần nữa cưới đúng không Mèo? Đúng. Rồi cưới bây giờ nói chung Bibi đúng không, là bạn của hai tụi tôi. Bây giờ nếu Bibi đi phải đi nhà trai nhà gái luôn, tức là đi nhà gái Kiên Giang xong là phải lên đi nhà trai Vũng Tàu luôn đó. Dữ vậy? Tôi say sóng say xe tôi không đi Vũng Tàu được đâu. Ờ, chỉ có người bây giờ Bibi thích thì có máy bay từ Cà Mau về Vũng Tàu luôn. Ủa trời ơi, ghê vậy? Ủa mà Cà Mau có sân bay không? Có nghe. À, Cà Mau của tôi có đó nghe. Mà Bibi quan trọng là bây giờ Bibi nghe tin này Bibi cảm thấy như thế nào? Tôi thấy chưa có tin đâu á nha. Mèo nói gì Mèo cho Bibi tin, Mèo sự thật mà. Khi bình thường anh cho chị Bibi quá anh chị, thôi để mốt em gửi thiệp là chị Bibi tin liền. À, Bibi, bây giờ là cho hỏi cái bây giờ, nếu bây giờ tổ chức chị Bibi đi không nè? Đi chứ. Tổ chức thiệt là đi đưa dâu cho Mèo nè. Ghê, ghê vậy. Chị Bibi là phải đi đưa dâu cho em á. Đi xách vali nè. Ghê vậy. Nghe nói có anh Toàn gọi là nguyên bao tim đi hết luôn đó, nãy mời hết luôn rồi. Anh Toàn anh kêu là anh làm gì, anh làm gì phù gì Mèo? Phù rễ. Ờ, anh làm phù rễ mà anh bảo vét vậy mà ghê. Vuốt tóc mà tóc vuốt keo mà, nói chung là nhớ đi nha. Đi chứ. Ờ, có gì nha, không có cho nha, chưa tới 1 tháng 4 đâu đó. Ờ, biết rồi, không cá tháng 4 ai mà cho nó đẹp gì thiệt á. Có gì ship ký cua lên cho ăn miếng ha. Đám Kiên Giang mà ăn cua. Kiên Giang có cua đâu ta? Làm gì cũng có. Ủa, vậy hả? Có nghe chưa? Rồi, để xem người tiếp theo ai nha các bạn ơi. À đây, anh Toàn vô lô gì? Không có bài giới thiệu thôi. Bây giờ tôi sẽ viết cho anh một bài giới thiệu nha các bạn ạ. Vô lô hồi tuần qua. Ơ, anh Toàn. Anh Toàn. Gì vậy trời? Anh Toàn vô lô. Gì vậy? À, anh Toàn, tụi em thấy tụi em mặc đồ ghê không? Ghê ơi, vậy làm phụ dâu, phụ ghế vậy? Thì tụi em cái này nói nghiêm túc, nói thiệt nha. Dạ, nói đi. Giờ nè, nói chung á, tụi em lúc Tết đó, em bây giờ nhà Mèo này nọ hai bên gia đình nói chuyện rồi. Thì nói chung là tụi em không tiết lộ, nhưng mà đâu đó là khoảng 2 tuần nữa là tụi em tổ chức đám cưới á. Thì giờ tụi em mời anh nha. Không tin. Sao không tin trời, người ta nói thiệt mà trời. Này thiệt, nghiêm túc quá. Không tin, không đi, khi nào có thiệp tới nhà mới đi. Thôi, thì bây giờ tụi em là đang làm thiệp nè, đang ngồi viết thiệp luôn nè. Rồi tí đúng nữa, rồi. Mai mốt tụi em gửi tới luôn nè. 2 ngày nữa nha. Thôi, đừng xạo. Thôi, nè. Anh với lại anh Betty muốn mời anh làm phù rể đó. Mẹ anh làm clip cho đúng không? Tôi nhìn tôi biết cho này. Không có cho gì. Trời ơi, tụi em mặc đồ như thế này, tụi em bây giờ chuyện này chuyện nói nghiêm túc là gì? Mời hết cả bộ team hồi nãy gọi là mời mấy người kia hết luôn rồi đó. Thiệt không? Thiệt. Bây giờ là anh bữa đó anh rảnh là xuống một ngày ở nhà em cái gì phụ em ra làm tiền làm đám cái rồi mình vô nè. Trời, anh đi em cứ 200 ngàn. À, cái gì anh này lộ tiền dữ, ta chưa kịp hỏi anh lộ rồi, thôi chịu rồi. Cái này anh máu quá, thôi chịu rồi. Vậy mà anh đang như nào đúng không? Trốn cái gì? Không không, đây nè, bây giờ nè, anh nhìn vô camera. Dạ đâu, cho anh đây. Nhìn thẳng vô. Thiệt. 2, 3. Thiệt nha, thiệt Việt Nam thiệt nha. Thiệt nha. Ừ, không có chối nha. Có vụ thiệt Việt Nam đó, chạy vụ gì vậy? Có mệt. Rồi các bạn ơi, anh Toàn ảnh báo các bạn là cho nên bây giờ mình tới người tiếp theo nha. Đâu rồi, người tiếp theo. Ồ, có Dương nè. Nhưng mà Dương hình như đang quay với Hòa các bạn nè. Cho nên bây giờ, quay nhí nè. Gì? YouTuber nhí bờ gì? Nhí baby play nhí đang quay, mọi người đừng có le hả? Trời sợ quá, hôi tê le luôn nha các bạn. À, hello nhí baby. Gì vậy trời, cái gì mặc đồ cô dâu chú rể đi đâu vậy? Thì nói chung là ngày hôm nay muốn qua thông báo mà cho hỏi cái đi đâu mặc đồ đẹp dữ ha. Hàn Quốc cái gì nè. Không có, đang đi uống cà phê, đang đợi Sun nè, mà Sun cho leo cây rồi nên giờ uống mình nè. Trời ơi, cái này anh tệ, hai chị em đi qua uống mà uống bình thường ai trả tiền vậy? Thì chị trả chứ. Trời chị ơi, cái anh đó thôi chịu rồi, anh đó hẹn chị đi. Anh tệ dữ. Em nhớ mấy bữa mình livestream hay mình đăng video anh vô xin 20 bài á, chịu rồi. Đúng rồi, đúng. Bây giờ là tụi em qua đây là có một chuyện thông báo nghiêm trọng muốn nói với chị. Gì vậy? Đừng nói đám cưới nha.
Ờ dạ 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 sao biết hay dữ vậy trời. Trời ơi tôi ngây lắm mà tôi thấy hai người kìa mặc đồ cô dâu chú rể ghê vậy. Ngày mấy còn 2 tuần nữa tụi em muốn mời chị là tham gia đám cưới tụi em nè. Ở này là ở ngoài đời thiệt á nha. Oh my god. Này nói thiệt cho nhí không phải nói đùa đâu nha. Đúng rồi. Trời ơi bất ngờ quá bất ngờ quá. Trời ơi người ta đang nói nghiêm túc quá nói thiệt á. Ủa rồi đã ở đâu đã ở Kiên Giang với lại Vũng Tàu luôn. Em là ở Kiên Giang anh bê đi lại Vũng Tàu. Tí nữa là chị gửi địa chỉ qua để em gửi thiệp nha. Thiệt mà trời. Mọi người ơi tôi có nên tin không mọi người? Thì bây giờ nè mai á mai là bê đi với mèo là chạy qua đưa thiệp luôn nhí ở ở bên bển đúng không? Đúng rồi tôi ở bên bển á. Rồi ở bên ấy sẽ qua bên bển với bên ấy luôn nè. Hơi nghi ngờ tí là không biết có thiệt không hai anh chị này hay chôn lắm. Ủa, chịu rồi mang tiếng cho mèo em chôn hoài mang tiếng anh luôn nè anh có bao giờ chôn đâu mà anh chôn thì có. Ủa, chịu rồi này chị nhí nhớ làm phù dâu cho em nha bưng mâm nha. Ok luôn okay. Để tôi đi tắm áo dài. Ok bữa đó nhí muốn đi xe căng hải hay đi trực thăng nè để bé đi thuê qua nè. Xịn vậy đương nhiên là đi trực thăng chứ. Có luôn nha đu lên cái thăng nha. Rồi thôi đi nha bà rồi đi mèo ơi. Bà này báo cáo rồi thôi chịu rồi. 2 hours later. Em tới rồi chị Nhí ơi. Ô là trời, hẹn từ sớm mà bây giờ chiều luôn mới tới là sao? Ê bro. Dạ, sao gì đông đông người sao hẹn có 2 người mà sao đông người? Dạ, Nhí rủ chung á đúng không Nhí? Đúng rồi, ai biểu em cho chị leo cây chi rủ người ta xong rồi hả mấy tiếng đồng hồ sao mới tới luôn. Trời em phải em không muốn tới đâu, kẹt xe đồ có kiểu bao nhiêu chuyện em mới tới kịp với chứ chạy. Ôi mà tôi hỏi nè, anh là anh con trai mà anh kỳ anh bắt chị Nhí trả tiền là sao vậy? Thì hồi nãy tôi hỏi chị Nhí rõ ràng là mỗi lần uống cà phê các kiểu là ông bắt chị Nhí trả tiền đúng không? Ủa đâu có trời, tiếng ra hôm nay tôi mới hẹn chị Nhí mà kêu tôi trả tiền là sao trời, hôm nay buổi đầu tiên mà. Ủa gì vậy sao Nhí? Ủa có nào bình thường cũng đi cà phê mà em nói gì vậy? Ủa là đi cà phê hôm nào mấy giờ chị có chụp bạn không chị gửi em coi em đi hôm nào vậy? Chị quan chuyện gia đình mấy người mấy nhìn tự lo hai chị em mấy người rắc rối thôi. Qua đây tôi nói nhà xuân qua đây à, qua đây được nói nha. Ông thấy mèo đang nằm ngủ không? Ừ thấy mèo đang nằm ngủ. Sao? Đó tại vì thấy mặc đồ vô. Mặc đồ hiểu không đồ y tá mà. Ê, đồ cô dâu đi y tá gì? Đồ cô dâu. Đồ cô dâu là sao? Trời ơi, tôi mặc đồ gì? Anh mặc đồ tay. Anh ơi tôi là chú rể này canh này. Trời ơi. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thật ra là còn 2 tuần nữa là đám cưới của tôi với mèo cho nên ngày hôm nay là tôi mới mời Nhí xong đó. Bây giờ ông tới đây luôn thì tôi sẵn tiện tôi mời ông đi đám cưới tụi tôi luôn nha. Gì vậy? Lẹ trời, chưa thấy thông báo gì mà lẹ mà 2 tuần đám cưới luôn hả? Trời, tại vì có nói hai bên gia đình có nói chuyện nhau lúc đợt Tết đó nhớ không? Tôi về chỗ mèo đó cho nên bây giờ là đám cưới luôn rồi đó nè. Ôi gì mà anh này chuyện dữ vậy trời. Hay ghê. Ôi chị ơi, thế bây giờ là 2 tuần đám cưới là mời tôi đi hay sao? Thì đúng rồi, bây giờ nếu mà đi thì đi cả nhà trai nhà gái thì ông là bạn với tôi với mèo luôn cho nên ông phải đi Kiên Giang xong đi Vũng Tàu luôn đó. Vậy hả? Vậy em bảo chị Nhí ơi. Chị nghe. Hay là bây giờ mình tạm thời trong 2 tuần nữa mình không quay video đâu không để chứ em không có tiền đi đám cưới đâu. Mà riêng cậu Xu nè, bây giờ tôi có thể là cho cậu đi free luôn, nghe không? Ủa khoan, nhưng mà đi free tôi cũng phải bắt vé máy bay đồ bao nhiêu thứ mà trời. Thì tôi lo luôn. Được, ok luôn. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Là ông phải gọi là hát cho tụi tôi mấy bài được không? Trời hát luôn hả? Ok luôn, hát cái gì tôi hát được hết luôn. Đâu, bây giờ thử coi, 2, 3. Chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay. Chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này. Ôi đây đây, vừa không te le nha, giỡn mặt đệ tử, dám giỡn mặt với tôi mọi người, dám không te le tôi qua luôn nè. Ê! Nô đại ca. Trời ơi cái gì mà mới vô mà cháy nhà tùm lum vậy? Hiểu rồi. Đại ca ăn pizza không? Ủa đi đâu qua đây ăn pizza vậy? Đi ăn pizza, anh ngoài kêu đi ăn pizza mua về cho anh Hào phần luôn. Thôi vậy đây, qua đây đại ca nói cái nè, đi qua đây. Ủa sao nay đại ca nhìn lão vậy? Không quen, ở đây đứng cái đây, biểu cái nè. Sao đại ca? Thấy đại ca đẹp trai không? Đại ca nay hết xấu trai thì sao? Ê gì vậy? Nói gì vậy? Anh với mèo chuẩn bị đám cưới. Hả? Ui thật luôn á. Thì người ta nói thật mà chơi chứ người ta có nói giỡn đâu trời. Ui ghê vậy. Cái này nói gì? Ra mắt hay bên gia đình cho anh? Rồi hồi Tết đó có xuống về ra mắt rồi đó. Đi thôi đi coi ngày chưa? Rồi coi hết rồi thì bây giờ là khoảng 2 tuần nữa đó. Cho nên bây giờ Mèo bây giờ đi mời mấy người kia rồi. Còn anh bây giờ qua mời em nè. Thì trong 2 tuần nữa em đi đám cưới tụi anh nha. Em đâu biết được đâu, anh kêu anh Hòa dẫn em đi thôi. Anh Hòa thì đúng rồi, cái gì anh kêu nhưng mà em thấy bất ngờ sau khi anh thông báo cái tin này không? Trời ơi bất ngờ lắm luôn á, không ngờ hai người cưới sớm mà luôn, em tưởng nhá phải mày vài năm đó luôn á. Trời ơi gì mà vài năm mới dữ vậy, thế em đi bây giờ em đi chung với anh Hòa đúng không? Đúng.
À, ủa mà em với anh Hòa là gì vậy? Không biết. Ủa không biết sao đi chung vậy? Ủa anh vô duyên mối quan hệ người ta, anh cứ đi hỏi họ là sao vậy? Mình vô duyên thì cái này mà. Thôi xin lỗi nha. Anh biết là tốt. Ừ mà sao dám kêu đại ca vô duyên hả? Quên, đại ca hơi vô duyên xíu rồi, sorry đại ca. Không cần nữa nha. Mèo mèo, đố em bây giờ còn ai nữa nè? Tất nhiên là cặp chun đi thúi. Trời ơi, sao gọi chun đi thúi vậy? Thì tại không thơm. Vậy? Đây. Gì vậy? Anh lên đầu kìa. Ơi, anh thần chú gì vậy? Ủa cái gì vậy trời? Tôi nè. Ui nào? Trời ơi, anh đi vậy? Sao bị đu khó nhà kìa, anh nên báo rồi. Cậu kia sao chết tôi vậy? Cậu à? Ủa hôm nay quay làm gì hả? Cho tôi hỏi nãy cậu làm gì mà ấm là xì bùi như đen thui vậy? Ông ơi, nãy cái kiểu hình như là cậu bị ảo giác rồi. Nãy có gì đâu trời. Tôi ngồi trong nhà đây nãy giờ mà. Phải không Mèo? Hồi nãy hình như anh lên động á. Ghê lắm. Này dạo này anh phù phép gì nghe ghê dữ trời. Thôi mà kệ, bỏ qua chỗ đi. Lại đi tôi nói, lại đây xuống đây ngồi xuống nè. Ok ngồi xuống đây. Ngồi đây. Em ơi, Mèo ơi, giữ hình tượng em ơi. Bây giờ là tụi tôi có tin quan trọng muốn báo với anh nè. Gì ghê vậy? Tin quan trọng à? Bây giờ anh nghe kỹ nha, đừng có rung giò nữa, coi để tôi nói nè. Ok. Anh bớt lặng đi anh ơi. Cái này là nói thiệt nha, cái này nghiêm túc nha. Tôi với Mèo chuẩn bị đám cưới, nhà tụi tôi có mặt ở đây để mời ông với Uni đi đám cưới tụi tôi. Đúng không? Rồi xong rồi, to rồi, xong rồi mấy bạn ơi. Xong vậy? To rồi. Xong đó, thấy chưa? Thấy gì cơ? Ủa? Gì vậy? Xong Mèo đâu ra đông đủ vậy? Mèo dưới bên đây chuẩn bị cưới. Dĩ trời. Mèo nói chung đi biết Mèo. Thì chút nữa ông này nhớ gửi địa chỉ nha, để tôi gửi thiệp đám cưới qua. Khoan, nè, bây giờ tôi nói thiệt nha, không có chôn nha, anh kia anh chôn suốt ngày, anh chôn hoài. Bây giờ tôi nói thiệt là tụi tôi đi đám gọi là chuẩn bị tổ chức đám cưới, tại vì bữa Tết á tôi với Mèo về nhà Mèo nè. Là hai bên gia đình có nói đám cưới ngoài đời thật đó nha. Thiệt á. Đúng. Chị thiệt luôn à? Rồi Mèo em xích ở đây, Mèo xích lại chớ đi anh nói cho nghe nè. Thiệt luôn. Thiệt. Để khoảng hốt cái đã. Sao cái cặp đôi này chịu rồi, anh vui anh tin tôi không? Không, nếu mà cậu nói như thế này thì tôi cậu làm gì với tôi là không được rồi cậu ơi. Cậu ơi, gì vậy? Chúng tôi đã, tôi với cậu đã bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ cậu dám bắt tôi đi thôi. Yêu cậu mất nha, mãi yêu nha. Mãi yêu nha, yêu. Yêu. 2, 3. OTP Yun đi. Cái gì? Yun ngáy hả? Anh ngủ quên rồi. Ghê. Đó.